Rồi, con là tên gì? Con tên là Lulu. Lulu à? Con học trường Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh. Con tay ở trên trường là Lê Văn Huy. Lê Văn Huy rồi. Đó. Lý do vì sao con thích đam mê múa lân? Vì con nhìn một con lân như một linh vật. Rồi, con lân như một con linh vật đúng không? Rồi. Như vậy là trời con sẽ thể hiện cho những cái người mà họ chưa hiểu gì về lân, nghe chưa? Đó, những cái điều bộ. Con là có học hay không hay là tự học? Dạ, con tự học. Rồi, như vậy bạn ấy là tự học sẽ thể hiện một vài động tác hỉ, nộ, ái, ố. Rồi, giờ rồi. Tập xuống. Bắt đầu. Rồi đứng vô đứng lên. Rồi, sai đây. Như vậy là con vừa thực hiện xong phần gì? Phần múa lăng. Mà phần về nội dung gì? Nội dung lăng. Lăng nhảy sàn gặp rắn. Rồi, lăng à. Lăng nhảy sàn gặp rắn, rồi rắn nữa. Giết rắn. Giết rắn. Có uống rượu không? Không. Rồi chờ con thể hiện cái phần uống rượu được chưa? Uống rượu xong, rồi tới là sai xỉn. Nhưng mà trước khi con uống rượu á là con phải nhìn. Con ngửi. Con thử rồi con mới uống đó nha. Rồi, rộng chân ra. Rồi, bình rượu phía trước mặt. Tiếp tục nhìn. Nhìn bình rượu thấp xuống, bình rượu ở dưới đất á. Rồi ngửi đây, ngửi đã chưa uống đâu, ngửi. Nhắm mắt rồi. Uống rượu đó, thấy mày uống rượu đó. Uống rượu đó. Uống rượu xong là bắt đầu xỉn đó. Lòng chân ra. Rồi xỉn rồi, dậy. Dậy. Giỏi, cho em tràng phá tay đó. Quá hay rồi. Rồi. Rồi cảm ơn phần trình diễn của con. Được chưa Lulu? Được chưa? Rồi. Vô chào với lại man này đó. Đó, chào tiếng chú mấy anh. Con chào mấy anh. Đó, giỏi.